Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin chia sẻ một bài viết trên Vietnamnet vào ngày hôm qua 15 tháng 8. Rồi tôi cũng trả lời cho một số những câu hỏi. Vietnamnet ngày 15 tháng 8 năm 2024, Thượng tọa Thích Trân Quang đã phạm giới luật vọng ngữ, dối trên lừa dưới. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, vì có các bài thuyết giảng lan truyền gây hoang mang trong xã hội, bị cộng đồng phản ứng và làm suy giảm niềm tin Phật Pháp, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Trân Quang có nhiều lý giải dẫn dụ về nhân quả, gây xôn xao dư luận như hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch hoặc trồng cà phê. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm. Mấy người trồng cà phê là bị mang nghiệp rất nặng, vì khi những người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ, mà mất ngủ sẽ không đi làm được, không có tiền lo cho gia đình, cho nên những ai đang trồng và bán cà phê sẽ mang nghiệp rất nặng, là một số luận giải về nhân quả gây xôn xao của Thượng tọa Thích Trân Quang. Mức kỷ luật với Thượng tọa Thích Trân Quang là không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và những địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Nhiều người cho rằng mức kỷ luật này không quá nghiêm khắc nhưng cũng hợp lý với người tu hành để họ có thời gian tĩnh tâm suy xét việc mình đã làm. Tuy nhiên, mới đây, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh có văn bản về việc xác minh bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang. Cụ thể, kết thúc quá trình kiểm tra, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959 như sau. Ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở. Chia sẻ với phóng viên Vietnamnet, luật sư Nguyễn Danh Huế, chủ tịch hội đồng TVTV, đây chắc là thành viên hoặc là tư vấn, công ty luật Hừng Đông cho biết cơ quan điều tra sẽ xác minh điều tra về bằng cấp 3 và cả quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt tại các cơ sở đào tạo. Cơ quan điều tra có thể trưng cầu giám định đối với bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt nộp tại cơ sở đào tạo và tài liệu có liên quan trong quá trình học tập. Dựa vào kết quả giám định và kết quả xác minh, nếu có đủ căn cứ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội danh như tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức hoặc giả mạo trong công tác, quy định tại các điều 341, 359 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 341 quy định rõ người nào làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức tùy theo tính chất và mức độ phạm tội mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự,
thì có thể bị truy cứu mức cao nhất là 7 năm tù. Ngoài ra còn có thể bị phạt lên đến 50 triệu đồng. Một thượng tọa trụ trì ngôi chùa nổi tiếng cho biết, ngũ giới căn bản nhất của người xuất gia phải tuân thủ là không sát sinh nè, không trộm cắp nè, không dâm dục nè, không vọng ngữ, tức là đừng có nói dối, đừng có dối trá, rồi không uống rượu bia, ma túy. Thượng tọa Thích Trân Quang đã phạm giới luật căn bản của Phật chế cho người xuất gia là vọng ngữ, dối trên lừa dưới. Hiện tại, quy định phải có bằng cấp 3 mới được thọ giới. Với trường hợp của Thượng tọa Thích Trân Quang, không có bằng cấp 3 mà vẫn được thọ giới là không sai, vì thời điểm đó chấp nhận việc này. Điều 82 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định rõ về hình thức kỷ luật với các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vi phạm giới luật, hiến chương, quy chế, nội quy của giáo hội. Tùy theo mức độ vi phạm, giáo hội sẽ xử lý theo giáo luật. Mục 3 điều 82 nêu rõ thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị hạn chế quyền công dân do vi phạm pháp luật thì đương nhiên mất tư cách là thành viên của giáo hội. Đó là bài viết trên báo Vietnamnet. Thật ra bài viết này thì có những điều mà tôi cũng muốn bổ sung thêm thôi. Thí dụ như nói rằng là Thượng tọa Thích Trân Quang đã phạm vấn đề là vọng ngữ, nói dối, dối trên lừa dưới. Nhưng thật ra Thích Trân Quang không những vọng ngữ mà còn vọng ngữ này tới cái mức độ gọi là nghiệp khẩu, là nghiệp khẩu. Thí dụ như là đi phê bình một vị đồng tu khác thì gọi Hạnh Đầu Đà là ăn mặc rách rưới, tên ba trợn. Đó là những việc mà không những là vọng ngữ mà còn là nghiệp khẩu. Rồi thí dụ như là giới răng thứ ba là không có tà dâm thì cũng đã tà dâm, và còn đi nạo thai thì đó là sát sinh. Cho nên ngũ giới thì tôi cho rằng không những phạm một giới, sát sinh có, tà dâm có, vọng ngữ thì đương nhiên rồi, không? Rồi không có trộm cắp thì điều này cần phải xét lại. Khi mà trộm cắp được hiểu rằng là mình lừa dối người ta để người ta cúng dường, người ta cúng dường do cái sự misrepresentation của mình, thì đó cũng là một hình thức trộm cắp. Cho nên chỉ còn có cái giới thứ năm thôi là không rượu bia ma túy thì tôi không biết chắc, thì chỉ còn bốn giới kia tôi thấy rằng là hầu hết dính luôn. Nên Vietnamnet nói rằng là chỉ có vọng ngữ thôi thì tôi cho rằng điều đó chưa có đủ, điều đó phải xét thêm lại. Và tôi cho rằng là bốn giới kia đều bị vào hết, bị vào cái bốn cái giới đó. Rồi những cái vấn đề mà giảng thuyết á, mà như nói rằng anh là trồng cà phê mang cái nghiệp rất nặng vân vân, thì tôi cho rằng những cái chuyện đó là tào lao chi đế, có vậy chứ không có nặng. Nặng nhất là xúc phạm đến lịch sử Việt Nam, dám gọi ngài Lý Thường Kiệt là thánh nhân của lịch sử Việt Nam, chỉ nói tên trống trơn Lý Thường Kiệt, rồi gọi Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, đó là hỗn với tiền nhân. Và an nguy tổ quốc khi mà tự nhiên gọi là Việt Nam là em, Trung Quốc là anh, và phải ứng xử này ứng xử nọ, rồi gì nữa. Rồi điều mà tôi thấy rằng là nguy hiểm hơn đó chính là lừa dối cái hình thức mình là cháu ruột Bác Hồ. Dầu rằng cơ quan chức năng bên phía của cơ quan công an
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nói rằng là không có dính líu gì đến dòng họ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng vẫn cứ đi rêu rao là cháu ruột của Bác Hồ. Thí dụ như khoảng năm 2018, khi ấy ông Mười Hương rất lớn tuổi rồi, 95 tuổi rồi, thì đưa ông Mười Hương tới giới thiệu đây là trùm tình báo, rồi còn kêu một người giới thiệu đây là thân phụ của Thích Trong Quang, là em ruột của Bác Hồ, lợi dụng tên tuổi của ông Mười Hương. Và lúc ấy có thể ông Mười Hương không còn sáng suốt để mà rêu rao chuyện rất là sai trái của lịch sử như thế. Nên tôi cho rằng việc mà nói về vấn đề nghề nghiệp của người khác tuy là nặng, nhưng nặng hơn thì phải nói rằng là dám phê phán tiền nhân một cách rất hỗn xược, như phê phán thánh nhân của lịch sử là Ngài Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên phận tại thiên thư đó, đúng không? Dám phê phán Ngài Lý Thường Kiệt một cách trống trơn là Lý Thường Kiệt hơi hỗn với Trung Quốc, và còn tự mạo nhận mình là cháu ruột của Bác Hồ, thì những điều này á, tôi cho rằng là nguy hại hơn nhiều. Thế hồi sáng nay tôi có làm chương trình về vấn đề Bộ Nội vụ đã nhập cuộc thành lập 3 đoàn đến 3 nơi để kiểm tra, trong đó có chùa Phật Quang. Thì có một người Anh gửi cho tôi một tin nhắn, có biết rằng Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay đã tháo bản rồi, ông ơi có biết không? Dạ thưa ông Anh, tôi không biết cho đến khi mà ông Anh báo cho tôi. Ông Anh báo cho tôi thì tôi mới biết. Như vậy là đã tháo bản chữ là Thiền Tôn Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có người gửi tin nhắn cho tôi: Thích Chân Quang, tức Vương Tấn Việt, có thể không có bằng trung học cấp 3, nhưng nếu ông ấy là một thiên tài thì sao? Vâng, có thể không có bằng trung học phổ thông cấp 3 mà là một thiên tài thì sao? Chúng ta không thể nào mà để phung phí một thiên tài của đất nước. Rồi mới hỏi tôi, có dư luận nói rằng Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị là thẩm định khả năng, khả năng đây là khả năng tiến sĩ của ông Thích Chân Quang, muốn những nhà độc lập đánh giá luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang. Thì anh Hùng nghĩ sao? Người đó cũng hỏi luôn, đó là thí dụ nếu mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, là một người từng tuyên bố không hề quen biết ông Thích Chân Quang, để đánh giá một cách rất là độc lập như thế về luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang, anh Hùng có ủng hộ không? Và nếu anh Hùng được may mắn đi trợ lý sách cặp giùm giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, ngồi ở bên cạnh nghe cách trình bày của ông Thích Chân Quang, thì anh Hùng có đặt câu hỏi nào góp ý với giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo hay không? Anh Hùng có ủng hộ cho việc đó hay không? À, vấn đề này thì cũng khá dài dòng một chút xíu. Thứ nhất đó là có thể không có bằng cấp 3,
nhưng là một thiên tài, thì chúng ta không thể nào mà để phung phí một thiên tài. Trường hợp này thì tôi nhớ lại một nhân vật ở bên nước Mỹ, đó là ông Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ đó. Vị tổng thống được nổi danh là rất thương người, đã chủ trương giải phóng nô lệ đó. Và nếu mà ai qua Mỹ để được trở thành một công dân của Mỹ, thường thường họ hỏi về lịch sử, thi bằng lịch sử sơ thôi, họ hỏi ai là vị tổng thống được người dân Mỹ yêu mến nhất, thì đó là tổng thống Abraham Lincoln. Ở ngay tại Washington DC cũng có một tượng của Abraham Lincoln ngồi đối chiếu với cái obelisk, tức là cái cây bút chì mà đối diện với quốc hội, ngồi thương tiếc đó là tượng Abraham Lincoln. Thế ông Abraham Lincoln không có bằng về vấn đề trung học, không có bằng, nhưng ông có đi thi đậu làm luật sư hay không, của Mỹ hay không, và ông có bằng tiến sĩ hay không, thì có. Ông có thi, ông tự học và ông thi đậu. Đó là thế kỷ thứ 19, xa xưa như thế, ông có thành công, không có đi học ở trường nào hết. Chả có cái chứng chỉ bằng nào cấp cho ông Abraham Lincoln hết. Nhưng ông là một thiên tài. Ông tự học xong rồi ông đi thi. Ông có bằng tiến sĩ luật của Mỹ và trở thành luật sư nổi tiếng của nước Mỹ thì có đó. Nên biết đâu được, ông Thích Trân Quang, tức Vương Tấn Việt, là một thiên tài thì sao? Nên phải khách quan. Bây giờ đã Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị là phải có những người đánh giá một cách độc lập về luận văn, luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt, thì tôi cho rằng đây là một điều rất chính xác. Đây là một điều khôn ngoan, không có phung phí nhân tài. Không có phung phí nhân tài, đánh giá thì phải là do những người độc lập. Đúng. Thế những người độc lập thì đương nhiên, việc đầu tiên là không có liên quan gì với ông Thích Trân Quang. Cái người này có gửi cho tôi nói rằng là chứ, thí dụ như giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã từng nói là tôi không có liên quan gì đến Thượng tọa Thích Trân Quang của chúng ta. Không có liên quan, nhưng mà có của chúng ta. Được không? Cái này nó là vấn đề mà đánh giá từ trong lòng của mình. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng là Thượng tọa Thích Trân Quang của chúng ta, và không biết Thượng tọa Thích Trân Quang của chúng ta trước đây, cho nên có đánh giá độc lập hay không. Cái này là hoàn toàn là do sự nhận định của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo bây giờ. Thế anh mới hỏi rằng là ông Hùng nếu may mắn được đi theo sách cặp cho giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo thì có góp ý gì hay không? Ôi, cái này nếu mà tôi được thì đương nhiên tôi sẽ góp ý. Tôi cũng sẽ nói như thế nào đó để rồi tôi cũng sẽ học theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Có thể tôi sẽ đánh giá như là ôi sao nhìn thấy nhân dáng, cách hành xử giống của ông Abraham Lincoln của nước Mỹ không? Được không? Được chứ?
Tại vì ông Abraham Lincoln thì trước đây không có bằng gì đó, rồi tự nhiên trở thành tiến sĩ thì tôi cũng sẽ phải đánh giá. Ôi sao khuôn mặt của Vương Tấn Việt, tức sư Thích Trân Quang của chúng ta, Thượng tọa Thích Trân Quang của chúng ta, sao mà khuôn mặt phúc hậu, nhân dáng, cách hành xử sao mà giống vĩ nhân tổng thống của nước Mỹ, ông Abraham Lincoln quá đi. Phải nói rằng là phải được giống y như là gì đó, khỏi cần phải được thi lại luôn. Vì sao? Cũng giống như cóc mắt sẽ ra một cái bài luận văn hay như vậy, thì từ rày về sau khỏi phải đi thi lại luôn, khỏi có ai chấm điểm nữa. Thì tôi cũng sẽ nói, chớ có bao giờ thắc mắc về về khả năng tiến sĩ của Thích Trân Quang nữa, vì giống ông Abraham Lincoln. Nhưng bỗng dưng rồi một lúc nào tôi bị anh em hỏi tại sao phải nói như vậy, hay là vì đã được đồng tiền cái gì đó gửi cho tôi đằng sau, tôi mới làm ba cái trò lạ lùng như thế. Tôi mới nói tôi đâu có nhận đâu. Nhưng mà ở nhà đó thì ai đó đã gửi cho ai đó ở nhà tôi thì bao nhiêu tỷ bạc đó, thì ô, cái đó là người ta gửi cho ai chứ không phải là gửi cho tôi. Và thôi thì tôi bị lỗ hố rồi, thì tôi cũng sẽ phải nói như thế này đây. Đó là tôi không quen biết gì Thượng tọa Thích Trân Quang của chúng ta trước đây. Tôi cũng không có nhận gì của Thượng tọa Thích Trân Quang của chúng ta. Ai đó ở nhà nhận thì đó là nhận dùm cho tôi, tôi không biết. Thế trên đời thì tôi cũng có những lúc mà tôi nhầm, tôi chủ quan, cho nên tôi mới nói gì đó. Tôi chỉ đánh giá về nhân cách, chứ tôi làm sao dám so sánh ngang bằng với ông Abraham Lincoln được. Xong rồi tôi mới nói như vậy, tôi để yên chơi không. Ba hôm bảy bữa thì tôi lại nói tiếp, đó là tôi cực lực lên án đứa nào, con nào mà dám nói tôi so sánh Thích Trân Quang ngang bằng với ông Abraham Lincoln. Vì đó là những cái tên ác ý. Được không? Cho nên nếu nói rằng là tôi có may mắn đi theo học tập giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo có góp ý gì hay không, thì đương nhiên tôi cũng sẽ có góp ý chứ. Góp ý này thì có lợi cho tôi vô cùng chứ. Tôi phải học hỏi giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo à. Một nhân cách rất là lớn, có công với nhà nước, kể chuyện rất hay, tuyệt vời về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà. Tôi phải học hỏi chứ. Thế là tôi xin trả lời gì cho cái người bạn mà vừa mới hỏi tôi như vậy đó. Hỏi tôi như vậy, nhưng nội dung thì tôi xin trả lời lại rất nghiêm chỉnh nha, rất nghiêm chỉnh. Chúng ta không thể để phí một thiên tài như Thích Trân Quang. Nên việc mà Sở Giáo dục và Đào tạo nói rằng là nhờ những người độc lập để mà thẩm tra luận án tiến sĩ của Thích Trân Quang, điều đó tốt hay xấu, thì tôi cho rằng điều đó rất là tốt. Vì không thể nào mà để cho một người có tài như vậy á, mà nếu có tài thì phải minh bạch. Bằng cấp 3 không là gì hết, không là gì hết. Nếu mà có tài thực sự và đó, cái gì đó có lộn ở nơi kia đó thì sẽ lộ ra. Vậy thì những ai có thể để mà đánh giá thesis, tức là luận án tiến sĩ của Vương Tấn Việt,
thì đương nhiên những người đó là những người phải có khả năng đã. Phải có khả năng, ít nhất là cũng đã phải có bằng tiến sĩ về luật chứ. Như cái người bạn này mà hỏi tôi, nếu mà tôi may mắn sách cặp đi theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo thì tôi có góp ý gì hay không, thì đây là nghiêm chỉnh nhé. Tôi chỉ cần hỏi ba câu. Tôi chỉ cần hỏi ba câu. Nhưng kỳ này hỏi không hỏi bằng tiếng Việt, hỏi bằng tiếng Anh, để xem thử Vương Tấn Việt trả lời bằng tiếng Anh như thế nào. Vì Vương Tấn Việt cũng đã ra trường đại học về Anh văn. Chỉ cần hỏi ba câu thôi. Thông qua được ba câu đó thì tôi sẽ nói rằng là có bằng tiến sĩ. Còn không thông qua được câu thứ nhất, nguyên câu thứ nhất thôi, mà không thông qua được bằng tiếng Anh đó, mà điều tôi hỏi sẽ liên quan đến luật pháp, liên quan đến cái luận án đó, chắc chắn tôi sẽ hỏi. Nếu tôi hỏi là tôi hỏi đến nơi đến chốn. Nói là ba câu nhưng mà nó phải hàm chứa nội lực rất thâm sâu về vấn đề luật. Xem thử ông Thích Trân Quang, tức Vương Tấn Việt, có vượt qua cái mức gọi là sơ đẳng hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai sẽ nâng lên cái trình độ ít nhất là đại học. Và câu hỏi thứ ba nó sẽ đưa đến cái vấn đề luận án đó. Nhưng mà phải hỏi bằng tiếng Anh, chất vấn bằng tiếng Anh. Nếu mà ông qua được thì tôi xin báo cáo lại với Sở Giáo dục và Đào tạo, đây là một thiên tài, phải trọng dụng. Còn nếu mà ông không thông qua được thì tôi xin nói đây là tên lưu manh, cần phải trừng trị. Rất công bằng như vậy. Vượt qua được thì đây là một thiên tài, phải trọng dụng. Còn nếu mà không vượt qua được thì đây là một tên lưu manh, phải trừng trị. Thế liên quan đến câu trừng trị, hỏi về vấn đề sử dụng con dấu, sử dụng năm 1989 để mà có bằng cấp 3 mà đây là giả, thì có truy tố về hình sự được hay không? Có người nói với tôi không truy tố được vì đã hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi thì cái chuyện người ta giả mạo con dấu gì đó thì mình biết vậy thôi chứ mình không truy tố được. Ai nói vậy? Thật là tào lao. Vì ở bên Mỹ á, tôi biết những vấn đề giả mạo như vậy nó có luật về vấn đề thời gian. Thời gian truy tố đó, thì tiếng Anh họ gọi là Statute of Limitations. Statute là đạo luật, of của đạo luật của hạn chế, thời gian hạn chế, Statute of Limitations. Những vấn đề như là giết người điều gì đó thì có thể là mấy chục năm, những cái đề giả mạo thì cũng có thể mấy năm. Những cái vấn đề vi phạm khế ước thì chỉ có thể 2-3 năm. Nhưng mà thời gian bắt đầu Statute of Limitations run, chữ run đây tức là bắt đầu á, là chạy á, là khi mà người ta khám phá ra được. Runs, beginning of the discovery, tức là cái lúc khám phá được, discovery cái đó, cái chuyện gọi là gian lận. Cho nên cái việc mà giết người có thể 50 năm về trước, nhưng không biết người đó là người giết người, có thể chạy trốn đủ thứ hết. Rồi sau này thử DNA rồi gì đó mới khám phá ra rằng là trùng hợp cái việc đó. Thì cái việc khám phá ra rằng cái người đó phạm tội thì thời gian bắt đầu cái lúc khám phá.
Nếu mà để lâu sau khi khám phá mà không truy tố, tức là không thèm lắm, cái chữ gọi là statute of limitations đó, là cái thời hạn đó, là vì người ta không thèm thì nó mới bắt đầu chứ. Cho nên là việc mà khám phá ra là ông Vương Tấn Việt, tức là ông Thích Trân Quang, sử dụng con dấu giả là khi nào? Có phải là mới khám phá ra đây hay là khám phá ra từ năm 1989? Đó là câu hỏi cho nó rõ ràng. Mà tôi tin rằng là mới khám phá ra đây. Mới khám phá ra đây, thí dụ như mới khám phá ra tháng trước. Rồi các cơ quan chức năng không quan tâm, để lâu mấy chục năm sau, 30 năm sau mới nói rằng là chất kiện ông này hay là bắt tù ông này, thì lúc đó nói là không được thì đúng hơn. Chứ còn mới khám phá ra mà. Vì sự tinh vi giấu giếm đó, nó cũng là một cái lớp che đậy lừa dối liên tục. Một misrepresentation đó, nó là consecutively, nó liên tục như vậy mà. Thì sao bảo rằng là chứ không truy tố được? Đó là quan điểm của tôi nhé. Nhưng mà luật pháp Việt Nam thì tôi không rành, không biết là các vị ở bên Việt Nam này nghĩ như thế nào, chứ còn cái quan điểm của tôi bên luật pháp của nước Mỹ là như thế, là sau khi khám phá, chứ không phải là lúc mà người ta đi lừa dối chỗ đó. Nhưng mà sau khi khám phá, mà sự lừa dối này đối với tôi là một sự lừa dối liên tục. Cầm cái bằng giả này xin đi nộp vào đại học, thì nguyên cái hành động nộp đơn vào đại học là năm nào? Thấy không? Chứ đâu phải rằng là cái bằng giả đó từ năm 1989, lấy cái bằng giả đó làm căn bản để đi nộp đơn vào đại học luật, cũng phải từ cái lúc đó. Một cái sự lừa dối liên tục thì phải truy tố liên tục, liên tục mới đúng hơn. Nên tôi cũng xin trả lời cái câu hỏi về vấn đề trừng phạt. Trừng phạt như vậy thì có được không? Cái sự giả dối đó như vậy có đúng hay không? Thì liên tục thì phải là trừng phạt liên tục. Ở đây thì tôi cũng miên man thêm thôi. Tôi cũng vừa mới đọc, mới coi YouTube, có một chị ở trong chúng thanh niên nói rằng ôi, những ông nào 65 tuổi trở lên nó có giữ bằng cấp 3 của mình hay không? Thôi đừng có làm hại ông Thích Trân Quang nữa. Cái bằng cấp 3 có thể là không giữ đi, nhưng mà các trường mà mình học họ phải giữ hết. Như tôi đây cũng 60 mấy tuổi, muốn cần thì đó, hãy trở lại trường trung học Macaulay ở Joplin, Missouri năm 81 thì đúng hơn, có phải rằng là có cái bằng đó hay không? Họ đưa ra liền thôi. Việc đó là cái việc rõ ràng. Thời xưa thì có thể là không mấy ai giữ, nhưng mà các trường họ vẫn giữ hết. Còn bản thân tôi thì nếu tôi không làm, ở trong kia vẫn còn. Vì đó là gì đó của mình. Nó là cái gì dính vô trong mình. Có thể trong thời gian đó đất nước còn khó khăn, trục trặc nhiều vấn đề, thì có thể có một số người không giữ. Nhưng mà tôi nói rồi, sẵn sàng cho Thích Trân Quang một cơ hội, là một thiên tài thì sẽ chất vấn trên luận văn của Thích Trân Quang. Hôm nào á, tôi đây nói là tôi biết là không bao giờ xảy ra, có dịp nếu mà ông để ông Thích Trân Quang ngồi bên cạnh tôi này, tôi sẽ hỏi ba câu đó bằng tiếng Anh. Nếu mà gọi là được cơ hội mà nói rằng là cho sách cặp giùm cho giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo á, mà vô hỏi thì tôi hỏi ba câu, mà phải để cho live stream cho toàn dân thiên hạ nghe, để xem thử cái ngài Thích Trân Quang của chúng ta, thượng tọa Thích Trân Quang của chúng ta, thiên tài trả lời như thế nào. Rất là công bằng,
vậy mới hay chứ. Vậy thì ông anh nào đó vừa mới nhắn cho tôi là có biết là bản gì đó của Thiền Tôn Phật Quang vừa mới hạ xuống hay không, thì tôi mới vừa được ông anh báo cho tôi cũng chưa biết nha. Còn những cái câu hỏi kia thì nhiều lắm, bây giờ tôi không nhớ hết. Miên man như vậy, đọc báo Vietnamnet tổng hợp đến quý khán giả. Và nếu có cơ hội được tháp tùng giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, sách cặp giùm thôi, có cơ hội để mà đánh giá thượng tọa Thích Trân Quang của chúng ta, thì tôi sẽ làm như thế nào? Cho phép tôi thì tôi sẽ hỏi ba câu bằng tiếng Anh. Ba câu thôi, không cần nhiều. Ba câu là đủ biết khả năng rồi. Ba câu mà thấy rằng là một con người lưu loát là hiểu liền, mà bập bẹ ấm ớ là hiểu liền lập tức. Nếu mà như vậy đó thì là một là thiên tài thì phải trọng dụng hết mình, hai là một tên lưu manh thì phải trừng phạt đến nơi đến chốn về cái sự lừa dối liên tục. Mà tôi thì cho rằng Thích Trân Quang không phải chỉ phạm một tội vọng ngữ, mà phạm bốn, ít nhất là bốn giới trong năm giới. Sát sinh là bắt đi cạo thai, sát sinh nè. Tà dâm nè. Đủ thứ hết á. Đầy đủ rồi. Hôm nay tới đây như vậy, xin hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.